quốc phục đệ nhất triệu hoán sư ngũ trích dương không khỏi diễm ngộ. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, Lê Kiệt trong óc bắt đầu có chi giác thời điểm, chính là phát giác, hơi thở chỗ, dù sao là có một cỗ mùi thơm bay tới, bằng vào đại học 3 năm đùa bỡn vô tri đại nhất đại nhị học muội kinh nghiệm. Hắn có thể nhận rõ, đây là một cái từ trên người nữ nhân phát ra mùi thơm, hơn nữa còn là mỹ nữ trên thân mới đặc thù cũng không phải là Sanen vị đạo, cũng không phải Bulgari, tại Lê Kiệt trong óc, chính mình chỗ phao khoa học muội bên trong cũng không có loại này biết rõ mùi vị nước hoa. Văn hương thức nữ nhân, luôn luôn là Lê Kiệt đặc thù thiên phú, hôm nay làm sao lại văn hương mà phân biệt không nữ nhân? hắn lập tức mở to mắt, phát hiện mình bên cạnh, đã nằm một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ, chính mình đồng thời chưa từng gặp qua, thậm chí, Lê Kiệt không tin, chính mình sẽ cùng dạng này mỹ nữ. Nằm tại cùng trên một cái giường. Lê Kiệt không phải cao phú soái, tương phản, trong nhà cũng không là rất có tiền, phụ mẫu cung cấp lên đại học, đã là cũng không dễ dàng, mà Lê Kiệt bằng vào tự thân một điểm nhỏ tư xác. Lại thêm một tấm nói năng ngọt sớt miệng, phối hợp ước pháo thần khí vi tín cơ hồ đem chọn cái giáo viên đơn thuần tiểu muội đô phao qua một lần giáo viên tiểu muội định nghĩa là cái gì đại nhất thanh thuần không trang điểm đại nhị đã cách ăn mặc chức nghiệp hóa về phần năm thứ ba đại học mộc nhĩ đã thành than trong truyền thuyết đại học năm bốn nữ sinh thì là có thể khẩu chiến quần nho mà trước mắt cái này mỹ nữ một đầu tịnh lệ tóc đen bay là tả ở giường trước tươi mát thoát tục mặc trên người là một bộ phấn sắc váy hơi lim dim mắt lòng đen lông mi run run trên mặt thoáng hiện một mảnh sắc mặt đỏ ửng căn bản rất khó từ trên khuôn mặt phân biệt là hơn học sinh lê kiệt nhịn không được vươn tay ra tại mỹ nữ kia trên thân lung tung cảm thụ một phen bỗng nhiên giật mình tỉnh lại không đúng rồi chính mình không phải tại phòng ngủ chơi anh hùng liên minh a à? làm sao lại không khỏi rượu giống như một nữ nhân nằm tại trên một chiếc giường đây chính là muốn sung kích mạnh nhất vương giả cuộc thi xếp hạng mấu chốt nhất một trận a à? thua nhưng làm sao bây giờ vì là trò chơi vẫn là từ bỏ nữ nhân đi lê kiệt lúc này tướng tay mình từ trên người mỹ nữ rút trở về hắn vội vàng từ trên giường đứng lên muốn tìm kiếm được một đài máy tính Hy vọng mình có thể một lần nữa kết nối đi vào. Thế nhưng là khi hắn rời giường thời điểm, mới kinh hãi phát hiện chính mình không biết khi nào vậy mà đã xuyên một bộ cổ đại y phục với lại tài năng sờ tới sờ lui 10 phần mềm trượt. Hiển nhiên giá cả không ít. Lão tử đây là đang diễn Kim Bình Mai a? Lê Kiệt mắng một tiếng, bất thình lình hắn trên phần bụng lên một cỗ nóng rực cảm giác, khiến cho Lê Kiệt nhịn không được hướng trên giường mỹ nữ kia nhìn lại từ khi chơi anh hùng liên minh về sau đối với nữ nhân cũng dần dần chính là không có hứng thú nhưng là hôm nay vì sao ta sẽ có từ bỏ trò chơi ý nghĩ mà đối với nữ nhân động tâm lê kiệt buồn bực thanh âm tự hỏi một câu cước bộ vẫn là hướng này trên giường đi đến nhìn xem mỹ nữ kia còn như là bạch ngọc gương mặt lê kiệt mơ hồ cười nói thật là đẹp à đưa tới cửa không hơn ngu sao mà không bên trên mỹ nữ kia tựa hồ cảm ứng được lê kiệt lòng bàn tay bên trên nhiệt độ ngọc thủ dây leo một chút đúng là nắm chắc lê kiệt thủ trưởng trong miệng tự lẩm bẩm cho ta nhanh tốt một cái đãng phụ lúc này lê kiệt chính là cởi sạch chính mình y phục cái kia hai tay tiếp tục dọc theo mỹ nữ kia sự nghiệp tiến tham tiến vào mỹ nữ giờ phút này hơi hơi mở to mắt một đôi mê ly ánh mắt nhìn trước mắt lê kiệt khóe miệng mang theo mỉm cười tựa hồ là đang khích lệ lê kiệt Lão tử luôn luôn chỉ chơi xử nữ, nhưng là hôm nay lão tử ăn thiệt thòi, liền tiện nghi ngươi. Lê Kiệt bị mỹ nữ này biểu hiện kích động tâm tình, nhất thời bắt đầu toàn lực phóng ra trong lòng hỏa nhiệt ý nghĩ. Nguyên bản, Lê Kiệt cũng không phải cao thủ gì, giống như tiểu học muội tân khách đại chiến, kéo lên tiền hí cho ăn bể bụng nửa giờ liền nghịch thiên, nhưng là hôm nay không biết có phải hay không là phát huy vượt xa bình thường lê kiệt cùng dưới thân mỹ nữ luôn luôn dòng dã dây dưa mấy giờ làm cho lê kiệt cảm giác toàn thân tình trạng kiệt sức rốt cuộc không thể động đậy lúc này mới toàn thân không còn chút sức lực nào co quắp ngã xuống giường nữ nhân a à, thật không nên trầm mê a à. Hồng Beta cuộc thi xếp hạng, Lê Kiệt lúc này mới nhớ tới cái này gốc dạ, tranh thủ thời gian ngẩng đầu, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trước mắt căn phòng này tới. Bố cục ngược lại là đơn giản, chỉ có một cái bàn, hơn nữa còn là hồng mộc chế tác cả phòng bên trong, xem không ra bất kỳ hiện đại hóa lối kiến trúc. Gặp quỷ, ta đây là đi nơi nào? lê kiệt lắc đầu đầu tại trên người nữ nhân kia cũng phát tiết xong hắn gượng trống lấy muốn đứng lên muốn tìm kiếm một đài máy tính tiếp tục cái kia trận cuộc thi xếp hạng a à, tại lê kiệt vừa đứng lên thời điểm phía sau bất thình lình truyền đến mỹ nữ kia một trận tiếng thét chói tai âm lê kiệt giật mình quay đầu nhìn lại nhìn thấy mỹ nữ kia giờ phút này hai mắt đẫm lệ mông lung dùng chăn mền che khuất thân thể của mình ngốc vù vù một phen biểu lộ mà trên giường đơn một màn kia đỏ thẫm, cũng là đặc biệt lóa mát. Đừng nhìn, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra liền cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ, Lê Kiệt nói ra. Ngươi là cái nào ban học sinh? Nếu như không ngại, về sau coi như bạn gái của ta đi. Lê Kiệt không nghĩ tới cái này vừa rồi như thế phóng đãng nữ nhân, lại còn duy trì một cái xử nữ tri thân, cái này khiến Lê Kiệt rất là ngoài ý muốn chẳng lẽ đối phương là cái loại người này trước là quý phụ trên giường là đẳng phụ cực phẩm nữ nhân a lê kiệt ngươi tên hỗn đản, mỹ nữ kia nghe được lê kiệt lời nói nhưng là giận dữ ngươi ngươi dám xâm phạm bản tiểu thư bản tiểu thư muốn ngươi chết không yên lành ta đi nguyên lai like là một cái tiểu thư lê kiệt cũng giận tê liệt lão tử vừa rồi nhưng không có mang bộ ngươi không có cái gì bệnh a nghĩ đến hiện tại người có thể hỏng chuẩn bị thứ gì bồ câu máu cũng tới sung làm xử nữ một máu liền vì là cỡ nào kiếm lời một điểm tiền chính mình kém chút bị giả tượng cho lừa gạt ta muốn giết ngươi mỹ nữ kia bất thình lình không để ý mình đã lộ ra trọn vẹn thân thể hai tay nhanh chóng nhô ra bóp lấy lê kiệt cổ lê kiệt phản ứng chỉ độn nhất thời không có né tránh lại bị mỹ nữ này cho bóp vừa vặn vừa rồi chơi nàng thời điểm thân thể vừa vặn rất tốt giống không xương ống đầu giống như nhưng là bây giờ bóp chính mình thời điểm khí lực không phải bình thường lớn phong nữ nhân cho ta buông tay lê kiệt phát hiện hô hấp càng ngày càng khó khăn sắc mặt trướng đỏ bừng hắn lập tức nói ra lão tử lập tức trả tiền còn không được sao người hủy ta trong sạch ta muốn giết ngươi, sau đó lại tự sát, Mỹ nữ cố chấp nói ra. Ta mới không cần cùng ngươi làm bỏ mạng nguyên ương. Lê Kiệt nghĩ đến nữ nhân này khẳng định là luyện qua, lại bị nàng như thế bóp xuống dưới, khẳng định phải bóp chết, dưới tình thế cấp bách. Hắn nhìn thấy Mỹ nữ kia bởi vì phẫn nộ mà dẫn đến này hai cái ngọc thỏ nhẹ nhàng run run, Lê Kiệt nhất thời vươn tay, tại này ngọc thỏ phía trên đánh một chút lần này, khiến cho Mỹ nữ kia cảm giác vô cùng xấu hổ giận dữ, nàng vội vàng buông ra chính mình hai tay, tiếp theo này chăn mền che chắn thân thể mình. Người cái vô sỉ tiểu nhân, Mỹ nữ tức giận mắng. Lê Kiệt không được ho khan, nghe được Mỹ nữ kia chửi rùa, Lê Kiệt cũng tức giận tê liệt, lão tử thật tốt chơi lấy trò chơi, ai biết chạy thế nào đến ngươi trên giường đến, vốn còn muốn tiếp tục trò chơi, thế nhưng là ngươi lại tới câu dẫn lão tử, ta vốn là háo sắc. Chỗ nào có thể ngăn cản được ngươi câu dẫn? Người nhà dòng chảy cũng không ít, thỏa mãn liền đến qua sông đoạn cầu, ta câu dẫn ngươi. Còn, mỹ nữ kia đỏ bừng khuôn mặt, dòng chảy hai chữ nhưng là như thế nào cũng nói không nên lời, nhưng mình sẽ câu dẫn lê kiệt. Cái này tự hồ là nàng nghe được thiên hạ buồn cười nhất sự tình, bỗng nhiên nàng kinh ngạc ngây người tại nguyên chỗ. Liền nói muốn bao nhiêu tiền đi, không may, Lê Kiệt chửi mắng một câu, bắt đầu ở chính mình quần áo bên trên tìm tòi, thế nhưng là tìm tòi nửa ngày, nhưng là cái gì cũng sờ không ra. Không phải đâu, đem lão tử túi tiền cũng cho trộm. Lê Kiệt có chút bận tâm đứng lên, tê liệt bên trong có thể chứa có thân phận chứng nhận giống như thẻ ngân hàng còn có mấy cái chưa từng dùng qua biện pháp đây chúng ta trúng kế mỹ nữ nhưng là đột nhiên lại hô một câu người cũng biết a à, lê kiệt vuốt ve bộ ngực mình cười nói đây không phải là ta không chịu trả tiền là bởi vì chúng ta trúng kế ta túi tiền không chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại nói lê kiệt vì ngăn ngừa phiền phức thân thể trần chuồng đi xuống giường nhặt lên trên mặt đất quần áo che khuất chính mình bộ vị mấu chốt chính là hướng mặt ngoài đi đến bất kể hắn là cái gì trò má trúng kế rời đi trước cái này lạ lẫm địa phương quay về trường học lại nói làm lê kiệt đi tới cửa thời điểm ngoài cửa bất thình lình vang lên một trận kịch liệt gõ cửa thanh âm đồng thời ở bên ngoài vang lên một đạo nghiêm khắc âm thanh Nhã nhiên, ngươi ở bên trong à? Nhã nhiên, Lê Kiệt buồn bực nói ra. Ai vậy, đang muốn mở cửa thời điểm, này trên giường mỹ nữ vội vàng gọi vào. Không cho phép mở cửa, đó là ra ra của ta âm thanh. Lê Kiệt lập tức kịp phản ứng, đối trên giường mỹ nữ mắng to. Móa, ra ra ngươi nguyên lai like là cò mồi, chuyên môn tới lừa ta, vũng hố ngươi mỹ nữ hai hàng trong suốt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống cười khổ nói chúng ta đô bị vũng hố mà lúc này đây cánh cửa kia bất thình lình bị cưỡng ép phá vỡ một cái tóc bạc trắng lão giả đi tới cặp kia rất có uy nghiêm hai mắt lập tức chú ý tới lê kiệt lê kiệt xấu hổ ngây người tại nguyên chỗ đối nam từ kia cười cười đại gia ngươi tốt không nhìn thẳng trước mắt lê kiệt nam từ kia nhìn thấy giờ phút này dùng chăn mền che khuất thân thể toàn thân đô đang phát run nhã nhiên khóe miệng của hắn lập tức hơi hơi co quắp cố nhã nhiên minh bạch đây là da da của nàng phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh quốc phục đệ nhất triệu hoán sư ngũ trích dương lưu lãng pháp sư nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Nhìn xem nam tử kia xanh mét khuôn mặt sắc, Lê Kiệt không cần nghĩ cũng biết, cái này ma cô bắt đầu muốn tới xảo trá tiền mình, đối với xảo trá tiền là không quan trọng, liền sợ lão nhân này. Là cái gì gọt thận tổ chức, vậy mình liền chơi đoạn. Lúc này Lê Kiệt chính là muốn sờ lấy môn hướng mặt ngoài chạy trốn, thế nhưng là chân còn đi chưa được mấy bước, một cái mạnh mạnh mẽ thủ trưởng lập tức bắt lấy Lê Kiệt cổ áo lão giả mười phần phẫn nộ nắm chặt lê kiệt cổ áo về sau lập tức nâng tay phải lên trên bàn tay bao quanh một cái kim sắc hổ chảo cố lĩnh thiên thành danh tuyệt kỹ hổ phách kinh hồn chỉ cần nhẹ nhàng nhất trường lê kiệt đầu liền sẽ bị cái này trưởng chấn động vỡ nát lê kiệt đương nhiên không biết mình giờ phút này đã thuộc về loại này uy hiếp được sinh mệnh mình nguy hiểm bên trong hắn chỉ là ở trong lòng cầu nguyện không cần cắt ta thận cảnh sát đến từ sau khi kính xin bảo bọc đầu ta cố nhã nhiên nhưng là minh bạch bên trong lợi hại nàng lớn tiếng nói ra ra không cần chỉ một câu này lời nói cố lĩnh thiên trong tay hổ chảo dần dần tiêu tán hắn một cái tay tùy tiện nhấc lên lê kiệt đem hắn hướng mặt ngoài quăng ra lê kiệt ngã lạc trên mặt đất lúc này mới phát hiện chung quanh có không ít người mặc khôi giáp tướng sĩ Móa kéo cái ra đầu không cần tình cảnh lớn như vậy tới đối phó ta đi, Lê Kiệt nhìn quanh một vòng, nhất thời nhẹ mắng một tiếng. Cố lĩnh thiên đối ngoài cửa hô lớn, cho ta giải vào địa lao, chờ đợi xử trí. Nhất thời mấy người lính ôm đồm lấy Lê Kiệt tay trái tay phải, Lê Kiệt tuy nhiên tại đại học cũng thường xuyên tham gia thể dục đoán luyện. Thế nhưng là phát hiện mình khí lực giống như những binh lính này căn bản là không có cách nào so với quy ta không có tiền ngươi cũng không thể dùng tư hình a đại không ta báo động chờ cảnh sát tới xử lý a nhốt vào địa lao là thế nào cái ý tứ a muốn phi pháp giam giữ ta tự do thân thể lê kiệt miệng bên trong liệt liệt mắng lấy chỉ tiếc không có một cái nào người để ý tới hắn trực tiếp đem hắn hướng về địa lao chộp tới nhã nhiên đây là chuyện gì xảy ra Cố lĩnh thiên đưa lưng về phía cố nhã nhiên trong lời nói tràn ngập một cỗ trang nghiêm sát ý hắn hiển nhiên đã đối với mình tôn nữ lên sát ý cố nhã nhiên biết ra ra mình là một cái cực kỳ coi trọng danh dự người hiện tại phát sinh loại chuyện này hắn muốn giết mình cũng hợp tình hợp lý cố nhã nhiên hé mở môi đỏ chảy nước mắt trâu nói ra tôn nữ bất tài bên trong người khác gian kế ai làm cố lĩnh thiên hỏi không biết quốc phục đệ nhất triệu hoán sư ngũ trích dương biêu hãn lão nương nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com đối mặt với reese chậm rãi mà nói lê kiệt lập tức cắt ngang reese lời nói chỉ sau lưng này cược vách tường nói ra đừng không nói trước mau đem cái này cược tường cho đánh nát để cho ta chạy đi ta cũng không muốn chết tại địa phương quỷ quái này reese liếc lê kiệt sau lưng bức tường kia tường cười nói ta chỉ ít có 300 loại phương pháp tướng bức tường này cho đánh nát, người ngược lại là đoán xem xem, ta sẽ dùng loại kia phương pháp, Lê Kiệt có chút kinh ngạc, vội vàng cười nói. Không nghĩ tới, vừa mới đem ngươi triệu hoán đi ra, ngươi năng lực cứ như vậy mạnh. Ta mới ngươi nhất định sẽ trực tiếp một cái quy liền đem bức tường này cho đánh nát a à? Đó là đương nhiên, hắc hắc, chúng ta đi chúng ta đi. Chris kêu gào một tiếng, lòng bàn tay bên trên toát ra một cỗ sóng pháp lực, đối bức tường kia tường hét lớn một tiếng, nhất thời ném ra một đoàn tinh khiết năng lượng thể. ầm ầm một tiếng, bức tường này theo tiếng mà nát. Chỉ tiếc, đây hết thảy hiện tượng, vẻn vẹn bắt nguồn từ lê kiệt chính mình tưởng tượng lực, tình huống hiện thật thì là. Chris chừng lớn liếc trong mắt, lẳng lặng nhìn trước mắt cái này ngăn ở gặp chính mình một đoàn tinh khiết năng lượng thể về sau còn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại vách tường. Người có phải hay không còn có 299 loại phương pháp tới đánh nát bức tường này vách tường A, Lê Kiệt trợn trắng mắt nhìn xem Reese trên lý luận tới nói, ta còn lại này 299 loại phương pháp, là căn cứ vào loại phương pháp thứ nhất có thể hiệu quả điều kiện tiên quyết, Chris gãi đầu một cái, xấu hổ cười nói. Xem ra chúng ta là đừng đi, ngươi cũng quá vũng hố a, à, Lê Kiệt giận dữ nói. Hợp lấy ngươi một cái anh hùng, còn không bằng một cái như hoa, người ta tốt xấu có thể sử dụng đầu đánh vỡ tường để cho châu tinh trì chạy đi, ấy, như hoa là ai? Ta tại sao không có gặp qua cái này anh hùng, Chris kinh ngạc hỏi. Có phải hay không quyền đầu công ty mới khai phá anh hùng, đừng để ý tới hắn là ai. Lê Kiệt vẻ mặt thành thật nhìn xem Chris nói ra. Người liền nói ta đem ngươi triệu hoán đi ra về sau, ngươi có làm được cái gì đi, tuy nhiên trước mắt thực lực của ta còn chưa đủ, nhưng ít ra. Chris suy nghĩ kỹ một chút, nói ra. Ta có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm A lê kiệt xem như hoàn toàn bị cái này reese đánh bại đang phát sầu thời điểm cửa phòng giam bên ngoài bất thình lình truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân song song lê kiệt hai tay ôm đầu mình nói ra người ta muốn tới giết ta mẹ nó chết thật là oan ta đến tột cùng tại một cái cái quỷ gì địa phương a trời một nữ nhân đại không phán ta mấy năm tù a à, hơi một tí cạo chết hình tính là gì, triệu hoán sư, đừng lo lắng, Chris hai mắt hiện lên một tia phong mang, ngăn tại Lê Kiệt trước người. Lê Kiệt có chút cảm động nhìn trước mắt cái này cũng không tính rộng thùng thình bóng lưng, nói ra. Trước kia giống như nữ nhân gặp dịp thì chơi, chưa bao giờ gặp được một cái chân chính sẽ vì ta nữ nhân chết tiệt, lại không nghĩ tới, có thể triệu hồi ra ngươi một cái thay ta cản chết nam nhân ta cả đời này cũng coi như đáng chris chuyển qua đầu cười nói triệu hoán sư ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm nếu như địch nhân quá mạnh lời nói ta chỉ có trước tiên đem ngươi bắt đứng lên hiến cho bọn họ một mình ngươi chết tổng tựa như ta đi theo ngươi cùng chết mạnh hơn a tê liệt lê kiệt nhất thời chửi ầm lên đứng lên Ta thế nhưng là ngươi triệu hoán sư A, à, không có ta ngươi năng lượng từ triệu hoán hệ thống đi ra A, à, ngươi liền đối với ta như vậy, Rhys hủy khuất nói ra. Cũng là bởi vì từ triệu hoán hệ thống đi ra không dễ dàng, cho nên ta mới không muốn dễ dàng chết như vậy A, à, ngươi yên tâm, chờ ta về sau cường đại, sẽ báo thù cho huynh. Lê Kiệt vỗ vỗ Rhys bả vai, nói ra ngươi xem không bằng ngươi tới liều chết bảo hộ ta, chờ sau khi ngươi chết ta lại triệu hồi ra hắn anh hùng tới báo thù cho huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Chris lập tức lắc đầu. Không được, để cho người khác biết ta cái thứ nhất triệu hoán đi ra, liền tiễn đưa một máu, bọn họ sẽ cười chết ta. Lê Kiệt hoàn toàn không có cách nào, lúc này thiết lao ngoài cửa bóng người cũng là xuất hiện ở Lê Kiệt cùng Rhys trước mặt vượt quá lê kiệt ngoài ý liệu là giờ phút này cửa nhà lao bên ngoài cũng không phải là cái gì hung thần ác sát binh lính ngược lại là một cái cách ăn mặc đoan trang quý phụ lê kiệt hướng về này quý phụ trên thân quét mắt một vòng trong óc lập tức trồi lên ngực nở mông cong da trắng mỹ mạo cái này tám cái chữ lớn chẳng lẽ là này nhã nhiên mụ mụ tới xong, đoán chừng bọn họ cả nhà đô sẽ không bỏ qua chính mình, Lê Kiệt khổ khuôn mặt tướng đầu chôn kém, phẳng phất giờ phút này hắn, đã là này tin tức trên màn hình phạm tội cưỡng gian. Thế nhưng là lập tức hắn phát hiện, chính mình phán đoán là sai lầm, bởi vì này quý phụ trên mặt, hiển hiện một vòng lo lắng thần sắc, nhìn qua Lê Kiệt, nói ra. Kiệt nhi, ngươi có sao không? Lê Kiệt nửa ngày không có động tĩnh, Chris đụng chút này Lê Kiệt bả vai, nói ra người ta gọi ngươi đấy làm sao không để ý tới người ta thật không có lễ phép lê kiệt lầu bầu nói người ta gọi là kiệt nhi cũng không phải gọi ta chờ một chút lê kiệt nhất thời nâng lên đầu nhìn phụ nhân kia nói ra ngươi là nói ta a à. ngốc hài tử có phải hay không những binh lính kia hù dọa ngươi phụ nhân kia xuyên thấu qua thiết môn khe hở tướng tay kia luồn vào đến nói ra để cho mẹ sờ sờ ngươi, mẹ. Lê Kiệt Trừng to mắt nhìn trước mắt phụ nhân này, người này lại là chính mình mẹ. Lần này Lê Kiệt là hoàn toàn mộng, chỉ là tại phòng ngủ chờ đợi một trận tấn cấp cuộc thi xếp hạng, cũng không biết là thế nào ngủ, sau khi tỉnh lại bên trên một cái mỹ nữ, sau đó bị bắt tới đây đến. Hiện tại càng là một cái lạ lẫm phụ nữ chạy tới nói là chính mình mẹ. Nhất định là ghê tởm như vậy binh lính hù dọa ngươi phụ nhân kia gấp xiết quả đấm, bất thình lình này hai cái tuyết trắng trên bàn tay hiện ra hai thanh sáng loáng đoản đao, nàng đối Lê Kiệt nói ra. Kiệt nhi, không sợ, có mẹ tại, không người nào dám khi dễ ngươi, hừ, hắn lo cho gia đình thật lớn tính khi a à, con trai của ta liền cùng hắn tôn nữ lên giường lại thế nào chẳng lẽ con trai của ta vẫn xứng không hơn hắn tôn nữ a à? vị phu nhân này triệu hoán sư không cho ngươi sờ không bằng ngươi sờ ta đi riz cười hì hì nói ra phụ nhân kia nhìn riz một bộ kỳ quái trang phục sắc mặt lạnh nhạt nói ngươi là người phương nào làm sao cùng ta mà giam giữ cùng một chỗ vừa rồi nàng chỉ lo xem xét con trai mình tình huống nhất thời còn không có chú ý tới trong phòng giam còn nhiều một cái riz hắn là thủ hạ ta lê kiệt biết mặc kệ trên người mình phát sinh tình huống như thế nào trước mắt nữ nhân này nhìn có vẻ như vênh váo ầm ầm bộ dáng mình nếu là không muốn chết lời nói như vậy cũng chỉ có tiên ôm trước mắt phụ nhân này bắp đùi nghĩ tới đây lê kiệt vội vàng nói mẹ a à, người phải cứu cứu ta a à, ta cũng không biết làm sao lại giống như này cố nhã nhiên ngủ ở trên một cái giường ngươi cũng biết nhà chúng ta cảnh không tệ dẫn đến ta phát dục tương đối tốt giống như một cái mỹ nữ ngủ ở trên một cái giường ta làm sao còn có thể nhịn hừ ta liền nói ta nhi tử là phẩm tính đoan trang làm sao lại làm những chuyện kia không nghĩ tới là lo cho gia đình nha đầu kia chủ động câu dẫn phụ nhân tự hồ là đạt được một cái hài lòng lý do, lúc này trong tay song đao vung lên, thiết môn khóa theo tiếng mà đớt. Đá một cái bay ra ngoài cửa nhà lao, phụ nhân kia nói ra. Nhi tử, chúng ta đi. Yên tĩnh trong lối đi nhỏ truyền đến lớn tiếng như thế tiếng nổ, những binh lính kia lập tức nhao nhao cảnh giới đứng lên, cầm trong tay ngân thương, nhao nhao hướng bên trong tiến đến. Mà phụ nhân kia ở phía trước dẫn đường, Lê Kiệt cùng này Rhys đi theo phụ nhân đằng sau, Rhys nhưng là có chút xấu hổ, mình bị Triệu Hoán sư Triệu Hoán đi ra. Nhưng là còn muốn dựa vào một vị phụ nhân bảo hộ, để cho hắn gương mặt già nua kia ngược lại là có chút đỏ mặt. Tại phụ nhân kia dẫn dắt phía dưới, còn chưa đi ra mấy bước, phía trước chính là xuất hiện đại lượng binh lính, tướng phụ nhân kia cùng Lê Kiệt còn có Rhys toàn bộ bao vây lại. Một tên dẫn đầu tướng sĩ tiến lên, nhìn chằm chằm phụ nhân kia nói ra: "Lê phu nhân, ngày trước khi đến chỉ rõ là nhìn một chút tội phạm, làm sao hiện tại liền nghĩ cướp ngục tội phạm gì?" Phụ nhân kia hai tay chống nạnh, cả giận nói: "Con trai của lão nương căn bản là không có có phạm tội, là hắn lo cho gia đình nha đầu chủ động câu dẫn, quan con trai của ta chuyện gì?" Các ngươi nhanh chóng ly khai, không phải vậy đừng trách lão nương trong tay song đao. Người này là Cố lão tướng quân tự mình dặn dò trọng phạm, tuyệt đối không thể sai sót, Lê phụ nhân nếu muốn cưỡng ép dẫn hắn ra ngoài, chúng ta chỉ có Liều chết ngăn cản. Tên kia tướng sĩ tướng ngân thương vung lên, hơi có chút khí thế. Liều chết ngăn cản a? À? phụ nhân kia cười lạnh một tiếng, tay phải lưỡi đao nhất chuyển, mọi người còn chưa thấy rõ đao kia là như thế nào đi ra, này tướng sĩ trong tay ngân thương nhất thời cắt thành hai đoạn. Phụ nhân kia hài lòng vuốt vuốt trong tay đoàn đao, cười nói. Nếu là ta vừa rồi một đao kia là chém vào ngươi trên đầu, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả sẽ như thế nào? Này tướng sĩ nuốt nước miếng, vội vàng lui lại mấy bước, trốn ở hơn binh lính đằng sau, lớn tiếng quát đến tuyệt đối không thể để cho trọng phạm từ trong lao chạy trốn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trước mắt phu nhân này, thế nhưng là đồng dạng tứ đại khai quốc tướng quân một trong trúc nhiễm côn nữ nhi A, địa vị siêu quần, với lại song đao tạo nghệ có chút tinh thâm. Nhân vật tầm thường tuyệt không phải địch thủ, nàng nếu giết mấy người lính, có vẻ như thật đúng là không chút chuyện phụ nhân kia gặp những binh lính này có chút do dự quyết định thật nhanh nhất đao hướng phía trước chém tới bọn binh lính vội vàng cùng nhau nhường ra một con đường đến phụ nhân đại hỷ đối với lê kiệt nói ra nhi tử chúng ta đi lê kiệt trong lòng cũng là cao hứng dị thường thầm nghĩ lấy cái tiện nghi này lão nương nhưng so sánh chính mình thân sinh lão nương muốn biêu hãn nhiều a à. trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh quốc phục đệ nhất triệu hoán sư ngũ trích dương Gris trận đầu nghe chọn bộ tại mê truyện audio com phụ nhân kia ỉ vào không người dám ngăn cản mang theo lê kiệt một đường hướng phòng giam bên ngoài đi đến mới vừa đi ra đại lao một chùm ánh mặt trời chiếu tại lê kiệt trên đầu để cho lê kiệt cảm nhận được đặc biệt thân thiết tuy nhiên trận này thân thiết cảm giác cũng không có duy trì bao lâu lê kiệt chính là nhìn thấy trước mặt đứng đấy từng dãy vũ trang đầy đủ binh lính tại một hàng kia sắp xếp binh lính phía trước một người trung niên nam tử nhắm mắt lại hai tay khoanh trước ngực trước thân thể thẳng tắp đứng ở nơi đó tại nam tử kia phía bên phải một thanh đục hắc đại đao trực tiếp cắm trên mặt đất Nam tử kia mặt không biểu tình, xem ra tựa hồ là đang chờ đợi phụ nhân kia mang theo Lê Kiệt bọn người đi tới, Lê Kiệt không biết người kia là ai, nhưng nhìn hắn cũng dám đứng tại bọn binh lính phía trước, muốn đến hẳn là cũng giống như phòng giam trong lối đi nhỏ cái kia tướng lĩnh khác biệt. Lê Kiệt đi đến phụ nhân kia bên cạnh, lo lắng nói ra: mẹ a à, người này nhìn thật không đơn giản trước mắt chúng ta ít người mẹ ngươi đi trước đi để cho hắn đem ta bắt vào đi không cần thương tổn ngươi mới tốt phụ nhân kia trên mặt rất là động dung nhìn xem lê kiệt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười kiệt nhi vừa rồi ngươi là đang lo lắng mẹ a à, lê kiệt rất là kinh ngạc nói ra Ngươi là mẹ ta, ta không lo lắng ngươi lo lắng ai vậy, chỉ một câu này đơn giản lời nói, nhưng là tướng phụ nhân kia nước mắt đô câu đi ra, nàng tự hồ rất là kích động, miệng tự lẩm bẩm. Con ta xem ra lớn lên. Lê Kiệt xem phụ nhân kia khóe mắt nước mắt chảy ra, không khỏi duỗi ra hai tay, lau sạch nhẹ nhẹ phụ nhân kia khóe mắt nước mắt trên mờ u bàn tay, truyền đến một trận trơn nhãn xúc giác. Lê Kiệt vội vàng lắc đầu, hất ra trong lòng cổ quái ý nghĩ, thì thầm. Con đàn bà này hình như là mình tại cái này địa phương cổ quái mẹ, tình huống không rõ trước đó, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Kiệt nhi, người yên tâm. Nhìn thấy Lê Kiệt chủ động thay mình lau nước mắt, đây chính là trước kia nghĩ cũng không dám suy nghĩ chuyện, phụ nhân kia trên mặt xuất hiện một vòng cương nghị chi sắc ngăn tại Lê Kiệt phía trước. Nói ra, hôm nay mẹ nhất định mang ngươi ra ngoài ta xem ai dám ngăn trở lê phu nhân kính xin tướng lệnh chúng dẫn quay về phòng giam giờ phút này lê tiên sinh cùng lệnh tôn hạ tướng quân đang cùng cố tướng quân thương nghị chuyện này xin đừng nên phức tạp giờ phút này này tướng sĩ mới nhẹ nói ra câu nói này bất quá hắn ánh mắt vẫn là nhám hừ ta mang con trai của ta về nhà ngươi còn sợ chúng ta chạy hay sao phụ nhân kia cả giận nói tất nhiên ta lão công theo cha ta cha đang cùng cố lão tướng quân trao đổi chính là nói rõ chuyện này còn có chưa chỗ thương lượng ngươi đừng ỉ là cố lão tướng quân thân truyền đệ tử ta chính là không dám đối phó ngươi này tướng sĩ bất thình lình mở hai mắt ra trong ánh mắt hiện ra một đạo tinh quang liếc qua phụ nhân kia nói ra Lê Tiên Sinh chính là Kim Long đế quốc nhà giàu nhất mà lệnh tôn hạ tướng quân cùng gia sư một dạng, cùng là khai quốc tứ đại tướng quân một trong, có này hai đại chỗ dựa. Tự nhiên là dám đối phó ta cái này như con kiến hôi nhân vật bình thường, lão nương mới mặc kệ những thứ này, phụ nhân kia cầm đao chỉ này tướng sĩ, cả giận nói. Muốn bắt nhi tử ta, trước hỏi qua trong tay của ta xong đau, đang muốn chỉ giáo này tướng sĩ tay phải duỗi ra, này cắm trên mặt đất hắc đao nhất thời tự động bay đến trong tay hắn, đao vừa đến tay, phảng phất nhân đao đã hòa làm một thể. Cây đao kia thân thể lóe ra một tia tia sáng trói mát. Phụ nhân nhưng trong lòng thì giật mình, người này là cố lĩnh thiên duy nhất thân truyền đệ tử, gọi là Tần Nguyệt, dựa vào một cái hắc nguyệt đao tại lúc trước con trai của cô lĩnh thiên cùng con dâu bị sơn tặc bắt đi về sau chính là cái này tần nguyệt một người một đao thiêu phiên toàn bộ sơn tặc hang ổ từ đó nhất chiến thành danh đối mặt người này phụ nhân nhưng là không có chút nào chiến thắng người này nắm chắc quốc phục đệ nhất triệu hoán sư ngũ trích dương âm mưu nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com đối với ma pháp sư tần nguyệt cũng là tương đối kiêng kỵ tuy nhiên thông qua vừa rồi độc đấu hắn cũng biết lê kiệt bên người ma pháp sư này thực lực cũng không phải là rất cường đại ác pháp sư là một loại khan hiếm chức nghiệp tần nguyệt tuy nhiên không biết cái này lê kiệt là thế nào chiêu mộ được một cái ma pháp sư nhưng là hắn biết về sau nếu là muốn đối phó lê kiệt lời nói như vậy bên cạnh hắn ma pháp sư này là nhất định không thể lưu ngay sau đó Tần Nguyệt không chỉ đối với Lê Kiệt nổi sát tâm, thậm chí đối với Rhys, hắn cũng phải muốn trừ cho thống khoái. Nhất đao tướng phụ nhân kia chấn khai, Tần Nguyệt nâng đao lại lần nữa hướng Lê Kiệt trên thân bổ tới, vô hình đao sức lực giống như một con rắn độc như giải lụa đánh tới. Cái này Tần Nguyệt ra chiêu tốc độ cực nhanh, phụ nhân kia căn bản ngăn cản không, lập tức hoảng sợ nói. Kiệt Nhi mau tránh, lê kiệt căn bản là không có có luyện võ qua mà đối với ma pháp càng là không có chút thiên phú nào mà nói chris thậm chí còn đứng tại lê kiệt sau lưng mắt thấy cái này lê kiệt là phải bị tần nguyệt nhất đao cho trẻ thành hai nửa thời khác tại này lê kiệt trước người bất thình lình xuất hiện một đạo hắc ảnh cái kia đạo vô hình đao khí liền tựa như bị bóng đen này thôn phệ phụ nhân kia nhìn thấy cái kia quỷ dị xuất hiện hắc ảnh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười cười to nói cha câu này âm thanh kêu lên về sau tại lê kiệt trước người mới xuất hiện một đạo hoàn chỉnh bóng người vẻn vẹn hiện ra ở lê kiệt trước mắt hùng tráng phía sau lưng liền để lê kiệt sinh ra một cỗ cúng bái cảm giác tấm lưng kia xoay người lại nhưng là lộ ra một tấm có chút từ thiện gương mặt khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên đối với lê kiệt cười nói tốt ngoại tôn ngươi không sao chứ Lê Kiệt máy móc lắc đầu, thực hắn muốn nói là, chính mình ngoại công tại một năm trước sẽ chết mất, bất quá trước mắt xuất hiện cái tiện nghi này ngoại công, nhìn có vẻ như rất lợi hại bộ dáng. Lê Kiệt cùng hắn tiểu đồng bọn Rizdo kinh ngạc đến ngây người. Người kia gặp Lê Kiệt thần sắc có chút kinh ngạc, vỗ nhẹ nhẹ đập Lê Kiệt bả vai, nói ra. Tốt ngoại tôn, nhất định là cho cái này tần nguyệt hoảng sợ không nhẹ, xem ngoại công thay ngươi chủ trì công đạo dứt lời hắn bất thình lình quay người, trong tay áo ngón tay duỗi ra, mấy đạo hồng quang nhất thời bắn ra, tần nguyệt cầm đao cản vu trước người. Này mấy đạo hồng quang kích xạ tại hắc nguyệt trên thân đao, phát ra thanh thúy thanh tiếng nổ. Đao cố nhiên là tốt đao, chỉ tiếc tần nguyệt công lực ti mạnh, giống như trước mắt vị này khai quốc nguyên lão tướng quân cấp người khác vật trúc nghiễm côn so ra, thì là kém không ít tại này cường lực chỉ kính kích xạ dạ phía dưới, tần nguyệt tốc độ liên tiếp lui về phía sau, chỉ kính xuyên thấu qua thân đao truyền vào tần nguyệt bên trong thân thể. Để cho tần nguyệt nội tạng bị hao tổn, hắn ngăn cản không nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trúc nghiễm côn còn muốn lại cho cái này tần nguyệt một chút giáo huấn, lê kiệt vội vàng ngăn cản nói ngoại công, quên đi, người này cũng coi là tận chính mình chức trách, chúng ta không làm này đúng lý không tha người sự tình, tốt ngoại tôn, người ta vừa rồi thế nhưng là tưởng nhất đao kết ngươi. Trúc Nghiễm Côn là nhân vật bậc nào, vừa rồi Tần Nguyệt dụng ý tự nhiên là lại quá là rõ ràng, không phải vậy lấy hắn đại tướng quân thân phận, cũng sẽ không nghĩ đến khó xử thân phận này thấp Tần Nguyệt. Bất quá, làm cho Trúc Nhiễm Côn kinh ngạc là, luôn luôn tính toán chi ly ngoại tôn, hôm nay thế mà lại hiểu được làm người lưu một đường đạo lý. Hôm nay lưu hắn nhất mệnh, ngày sau nếu là muốn tới muốn ta đầu này tánh mạng, cũng phải nhìn hắn có bản lãnh này hay không, Lê Kiệt có chút phóng khoáng đứng ra, đối với cái này Tần Nguyệt nói ra. Ta tùy thời chờ ngươi tần nguyệt âm độc ánh mắt nhìn xem này lê kiệt tại trúc nhiễm côn chỉ lực công kích phía dưới nhưng là ngay cả cầm đao khí lực đều không có đành phải lau khóe miệng một tia máu tươi lạnh lùng nói ra cho dù là hạ tướng quân tự mình đến gặp cũng đừng hòng mang cái này cưỡng gian phạm rời đi cái này cưỡng gian phạm ba chữ xem như hoàn toàn chọc giận trúc nhiễm côn chỉ gặp hắn thân thể nhoáng một cái người đã xuất hiện tại tần nguyệt trước người một cái tay phải chính là nhấc lên này tần nguyệt cổ, hừ lạnh nói. Người dám lung tung nói láo đầu tin hay không lão tử liền đem ngươi coi trận đánh chết. Hắn làm như thế, đơn giản là yêu thương nữ nhi của mình thôi, phải biết hắn từ trước đến nay là bao che khuyết điểm, cho nên dẫn đến nữ nhi của hắn Trúc Bảo Châu, đối với mình con một lê kiệt cũng là mười phần yêu chiều, cho nên chúc nghiễm côn chính là đầu chỗ tốt. Có người muốn đối với hắn bảo bối ngoại tôn bất lợi, hắn tự nhiên là cái thứ nhất không đáp ứng. Tần Nguyệt chẳng những không có sợ hãi, thậm chí còn lộ ra vẻ khinh bỉ ý cười. Tốt một cái trúc nghiễm côn chính là người điều giáo đi ra nữ nhi này yêu chiều ra như thế một cái hoàn khố đệ tử, cả ngày không làm việc đàng hoàng, sẽ chỉ làm chút trộm đạo sự tình xảy ra chuyện về sau chính là bởi các ngươi đi ra thay hắn chùi đít hắc hắc tiểu tử này về sau nếu là không có các ngươi che chở thật không biết hắn là chết như thế nào kiệt nhi đừng nghe hắn nói lung tung chúc bảo châu sợ tần nguyệt lời nói này hội thương tổn lê kiệt rất là lo lắng nhìn xem lê kiệt chúc nghiễm côn thì là cười nói tốt một tấm lợi hại môi, lão tử hôm nay liền phế ngươi cái miệng này ra, đang muốn động thủ thời điểm, toàn bộ trên quảng trường vang vọng một đạo cực kỳ nghiêm khắc âm thanh. Ta xem ai dám?" Nhất thời Sở Hữu binh lính tự động nhường ra một con đường lý, tiếp theo chính là nhìn thấy Cố Lĩnh Thiên cưỡi một thớt tuấn mã màu trắng mà đến, sau lưng hắn còn đi theo một chiếc xe ngựa. "Ta tưởng là ai đến, nguyên lai là Cố tướng quân a." Trúc Nghiễm côn mỉm cười, nói ra ngươi tên đồ đệ này muốn giết ta đứa cháu ngoại này, ta thay ngươi giáo huấn một chút không quá phận a. À. Cố lĩnh thiên cười lạnh nói, người đường đường đại tướng quân thân phận đến bắt nạt ta một cái đồ đệ, khó tránh khỏi có chút quá mức a. À. Trúc nghiễm côn nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Lê Kiệt nhưng là đứng ra cười khẩy nói ông ngoại của ta tuy nhiên là cao quý đại tướng quân thế nhưng là vừa rồi cũng bất quá chỉ là lấy một cái ngoại công thân phận tới bảo vệ mình ngoại tôn điều này chẳng lẽ cũng có sai trúc nghiễm côn nghe vậy đại hỷ cười nói không tệ lão tử hiện tại chỉ là lấy một cái ngoại công thân phận đã ngươi không thích vậy ta đem ngươi đồ đệ trả lại cho ngươi a à nói hắn nhẹ nhàng quăng ra tần nguyệt thân thể liền tựa như không có trọng lượng nhẹ nhàng chính là bị trúc nhiễm côn cho vứt đứng lên cố lĩnh thiên hai chân nhẹ nhàng từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái hai tay giống như diều hâu mở rộng ra đến lấy một cỗ âm nhu công lực tướng tần nguyệt tiếp được nhất thời hai người thẳng tắp rơi xuống đất tần nguyệt sau khi rơi xuống đất lập tức quỳ gối cố lĩnh thiên bên người nói ra sư phụ đệ tử vô dụng kính xin sư phụ trừng phạt người lùi xuống trước đi dưỡng thương đi cô lĩnh thiên phất phất tay sau lưng chiếc xe ngựa kia bên trên cũng là dáng vẻ vội vàng đuổi người kế tiếp chỉ gặp người kia thân thể hơi mập hai mắt nhắm lại tuy nhiên tướng mạo ngược lại là đường đường tự có một cỗ khí thế người kia một mặt nghiêm túc đi đến lê kiệt bên người cứ như vậy chừng mắt lê kiệt lê kiệt cảm thấy kinh ngạc chính là mở miệng nói vị đại thúc này a à, ngài như thế chừng mắt ta là mấy cái ý tứ a à? đại thúc nam tử kia sắc mặt càng thêm âm trầm chúc bảo châu nhất thời đi đến này bên người nam tử giọng mang ý cười trăm vạn a à, nhi tử đùa giỡn với ngươi đâu đừng coi là thật a à? một câu nói kia lê kiệt nhất thời minh bạch nguyên lai trước mắt nam tử này thế mà chính là chính mình tiện nghi lão cha vừa nghĩ tới hắn thế mà cũng là cả nước nhà giàu nhất lê kiệt tâm nhất thời phanh phanh nhảy loạn đứng lên không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có thể có cùng cả nước nhà giàu nhất nhân vật như vậy tiếp xúc thân mật một ngày hắn thật cũng muốn hỏi một câu loại này người các người mẹ nó kiếm lời nhiều tiền như vậy đời này xài hết sao bất quá trước mắt cái này nhà giàu nhất là cha mình xem ở tiền phân thượng lê kiệt lập tức biến hóa một bộ vẻ mặt vui cười cha lê bách vạn hừ lạnh một tiếng xoay người lại đối cố lĩnh thiên nói ra cố tướng quân ta là không phải có thể mang con trai của ta rời đi trước cố lĩnh thiên nói ra y theo nhã nhiên thuyết pháp việc này rõ ràng cho thấy có người tại hậu trường dở trò cho bọn hắn dưới mê dược tuy nhiên chuyện này quan hệ tôn nữ của ta thậm chí toàn bộ lo cho gia đình trong sạch ta xấu nói trước, nếu là ta phát hiện cái này hậu trường kẻ sai khiến chính là con trai của ngươi lời nói, lão phu định chảm không buông tha. Lê Bách Vạn nghĩ lại, con trai mình tuy nhiên phẩm tính ác liệt, nhưng ai kêu lại sẽ không quá cao, cao minh như vậy tán gái thủ đoạn hẳn không phải là hắn nghĩ ra được. Cho nên hắn hẳn không phải là này mặc hậu hắc thủ, chính là đối cố lĩnh thiên cam kết cố tướng quân yên tâm, nếu chuyện này là con trai của ta gây nên, ta nhất định cái thứ nhất bắt hắn cho chói đưa đến trước mặt ngài, mặc cho ngài xử trí. Thanh sơn mây trắng, một tòa đình nghỉ mát tòa đứng ở này, tại này đình nghỉ mát phía trên, một tên thiếu niên áo trắng, trong tay chấp nhất một cây quạt, hơi hơi quạt gió. Bên cạnh một lão giả cười khẩy nói nhìn, ngươi kế hoạch này hiệu quả cũng không phải là rất tốt a à, ngược lại là tiện nghi lê ra tiểu tử kia, cố nhã nhiên cũng coi là một cái khó được mỹ nhân bại hoại, cùng ngươi rất xứng đôi. Hà biết thiếu niên áo trắng kia chỉ là mỉm cười, nhẹ nói nói. Bằng vào chúc nhiễm côn thế lực tăng thêm lê gia tư sản, chúng ta làm sao có khả năng một chút liền để cho lê gia tiểu tử kia chết oan chết uổng. Năng lượng có hiện tại tình huống phát triển, ta chính là rất hài lòng, hiện tại tình huống phát triển, lão giả kia hừ lạnh nói. Hiện tại tình huống phát triển đối bọn hắn mà nói có vẻ như rất không tệ a, à, dù sao Lê Kiệt cũng bị mang về, không có ở trong địa lao đợi, ta cũng không dễ tìm cơ hội xuống tay với hắn. Vì sao nhất định phải xuống tay với hắn đâu, thiếu niên áo trắng tự tin nói ra. Đối phó địch nhân là muốn từng bước một tướng nhổ tận gốc mới có thú nha, chúc Bảo Châu yêu chiều con trai độc nhất lén sông vào địa lao. Lê Kiệt lại là cùng Cố lão tướng quân duy nhất tôn nữ phát sinh cầu thả sự tình, lần này liên lụy chúc Cố, Lê ba nhà thời gian ngắn bên trong đủ bọn họ phiền. Lão giả kia bất thình lình vỗ tay mừng lớn nói: nguyên lai tiểu tử ngươi là ý không ở trong lời a à, chiếu ngươi như thế phân tích trước mắt tình huống này thật sự là thật là khéo bất quá tại thuận lợi tình huống dưới như cũng muốn lo lắng đột phát sự kiện thiếu niên áo trắng bất thình lình thu hồi cái quạt biểu lộ cũng là trở nên nghiêm túc lên lê kiệt bên người làm sao lại bất thình lình toát ra một cái ma pháp sư đi ra trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh